Độc hành thiên hạ tập 59. 9 khẩu đại đỉnh này trấn áp tất cả, cho dù là Úc Khánh Sơn cũng cảm thấy được Trần Nguyên của mình lưu thông không trôi chảy. Nhưng tu vi hắn lại thâm hậu, loại cảm giác này nhanh chóng biến mất ngay. Cửu đỉnh hạ ra ư, chém cho ta! Hắn quát lên một tiếng, kim tinh kiếm khí đột nhiên thoát khỏi âm dương dị khí, phóng lên cao, giống như một luồng hồ quang chém tới hướng cửu đỉnh. Ta muốn chém vỡ tất cả trên khẩu đan đỉnh của ngươi, phế bỏ đi tu vi của ngươi. Kim tinh kiếm khí của hắn chính là kim tinh khí luyện chế mà thành, sắc bén vô song. Một kiếm chém tới, tật có thể chém cả Diệp Húc và cửu đỉnh thành hai nửa. Cửu đỉnh hợp nhất, trấn áp thần châu. Diệp Húc làm như không thấy luồng kim tinh khí kia, hai luồng âm dương dị khí từ từ lui về trong hai mắt, hợp thân đánh tới Úc Khánh Sơn. Chỉ thấy chiến khẩu đại đỉnh trên đầu của hắn đột nhiên từng đôi kết hợp làm một. Trong chớp mắt, từ chín đỉnh kết hợp thành một đại đỉnh, tàn ra uy lực cùng áp lực càng ngày càng hùng mạnh hơn. Oanh một tiếng, sa mạc đột nhiên sụp xuống một cái hố hình một cái đỉnh thật lớn, phạm vi hơn 10 dặm, sâu đến vài vạn dặm. Mà trong không trung cũng xuất hiện một cái hình đỉnh. Không khí bị nén ép, ngừng tụ ra một cái bình chướng hình đỉnh cực kỳ lớn. Hố và bình chướng kia cũng là uy năng bộc phát ra do chiến đỉnh hợp nhất, chân cho sa mạc và không trung không chịu được. Thường thiên lật nghiêng, đại địa lõm xuống, hình thành một phong ấn cực kỳ lớn. Luồng kim tinh kiếm khí kia còn chưa đến gần người, đã như là đồng nhập vũng bùn, hoàn toàn bị đóng trên không trung, hành động cực kỳ khó khăn. Từ từ di chuyển về phía trước. Không chỉ luồng kiếm khí này, thậm chí cả Lô Bồng và bản thân Úc Khánh Sơn đều bị khẩu đại đỉnh này định trụ, không thể nhúc nhích. Chỉ nghe rằng rắc mấy tiếng, chiến đỉnh hợp nhất thành một khẩu đại đỉnh kia dường như có thể chịu được uy năng của bản thân. Vách đỉnh bắt đầu xuất hiện một vết nứt thật lớn. Đây là khiếm khuyết khi hợp nhất chín đỉnh. Cửu đỉnh hợp nhất chứa đựng uy năng tăng gấp bội, không phải là 9 lần mà là 8-11 lần. Bởi vậy mới có thể định trụ kim tinh khí. Nhưng uy năng lại quá mạnh, làm cho bản thân của nó cũng không thể chịu đựng được. Hơn nữa, 9 dòng sông chân nguyên vô cùng hùng hậu của Diệp Húc kia đánh đại đỉnh cho rạn nứt. Chỉ nghe răng rắc, vách đỉnh đã xuất hiện thêm nhiều vết nứt. Trong chớp mắt, vách tường của khẩu đại đỉnh này tựa như là một cái mạng nhện vậy. Đây là một cấm thuật. Với Diệp Húc mà nói, tuyệt đối là một loại cấm thuật, chiều số cuối cùng, đồng thời cũng là chiều số nghiêm cấm sử dụng. Nếu cửu đỉnh của hắn phá nát, Trần Nguyên sẽ mất đi khống chế, giống như con ngựa hoang thoát cương, khiến cho tu vi của hắn đau khổ tu luyện mà hóa thành hư ảo, đánh hắn thành phạm nhân. Nhưng đồng thời đây cũng là chiêu thức mạnh nhất của hắn. Vạn pháp tề xuất thêm vào thân ta. Diệp Húc hoàn toàn không phát hiện tính nguy hiểm của hành động lần này của mình. Lấy một khẩu đại đỉnh định trụ thiên địa vạn vật. Trong đỉnh vô số dị thú thượng cổ chen nhau chui ra, ao ao tuôn vào trong cơ thể của hắn. Bên trong thân thể của hắn, lập tức vô số móng vuốt to khỏe từ trong bách khiếu thỏ ra. Có vuốt kỳ lân đen như mực, có móng phượng hoàng khớp xương trơ gầy, có vuốt cùng kỳ đỏ như máu, có chân thành rào toàn thân là vảy xanh, còn có móng chu tước hừng hực đỏ lửa, đủ mọi chủng loại, tản ra yêu khí ngút trời, đều bắt lấy tông chủ kim bài kia. Chính cái ầm ầm mấy tiếng, uy năng của kim bài được hắn phát ra trước này chưa từng có, rõ ràng biến thành một cái màn lớn che trời, hùng hăng chụp xuống Úc Khánh Sơn. Hoàng Tuyền thánh lệnh, như ta đích thần tới. Bên trong kim bài đột nhiên truyền đến tiếng của một người, đột nhiên hình dạng toàn bộ kim bài xảy ra biến hóa, biến thành một bàn tay vàng chói, hằng nhiên chộp tới Lô Bồng của Úc Khánh Sơn. Luồng uy năng này lớn như là thế, cuồn cuộn như là thế, vượt xa một kích mạnh nhất của nguyên thần của Ngụy Hiên. Một trường hạ xuống, thiên địa dường như lọt vào trong bóng tối. Loại dị biến này, ngay cả Diệp Húc cũng không ngờ đến. Loại lực lượng mạnh mẽ này gần như uy năng của hư ảnh cấm bảo, cho dù là Ngụy Hiên cũng sẽ bị một kích diệt trừ. Giờ phút này, Diệp Húc có thể cảm thấy được tâm điểm của mình liên kết với kim bài. Ý chí của mình chính là ý chí của kim bài. Chính mình đang thao túng bàn tay vàng chói ấy, công kích tới Úc Khánh Sơn. Úc Khánh Sơn cũng không hề đoán được biến cố ấy, ngơ ngác nhìn bàn tay kia bắt lấy mình. Luồng uy năng hùng mạnh này khiến cho hắn cảm giác được bản thân của mình chắc chắn sẽ bị bàn tay này diệt trừ dễ dàng. Bất luận là loại thể chất đặc thù nào, bất luận tu luyện loại tâm pháp gì, bất luận được truyền thừa của nho thích đạo tam gia đều tuyệt đối không thể chống lại bàn tay kia. Không thể nào, ta tập trung số mệnh thiên hạ, đạt được truyền thừa cao nhất của thiên đạo, lại là một ngũ đại thể chất đặc thù, tuyệt đối không thể chết ở chỗ này được. Hắn điền cuồng giống to, một luồng lực lượng không biết bắt đầu thức tỉnh trong cơ thể của hắn. Luồng lực lượng này hùng mạnh trước nay chưa từng có, thậm chí phá nát cửu đỉnh trấn áp, khiến cho tu vi của thân thể hắn đều khôi phục tự do. Đây là bí mật của thể chất đặc thù khi đối mặt với áp lực của cái chết thức tỉnh, khiến cho thực lực của hắn tăng lên nhanh chóng để chống lại nguy hiểm trước nay chưa từng có. Tu vi của hắn bắt đầu điên cuồng tăng lên, vừa mới phá tan nguyên đan kỳ, bước vào tam thai cảnh. Bàn tay vàng kia hạ xuống, chỉ bắt một cái, liền làm Lô Bồng dập nát, thuận thế đè hướng Úc Khánh Sơn. Luồng lực lượng thần bí trong cơ thể Úc Khánh Sơn vừa mới bắt đầu thức tỉnh, bị bàn tay kia ép cho không thể động đậy. Cho dù hắn có được lực lượng thông thiên cũng không thể chống lại được. Ta sẽ không chết, ta là con của trời, tương lai ta còn phải trở thành vũ hoàng, trở thành thiên đế, tuyệt đối không thể chết ở trong tay một tiểu bối vô danh. Úc Khánh Sơn điên cuồng la to, liều mạng thúc giục luồng lực lượng thần bí trong cơ thể kia, nhưng vẫn luôn bị chặn lại, khiến cho hắn ta tuyệt vọng vạn phần. Úc Khánh Sơn, người có thể chết được rồi. Diệp Húc thao túng bàn tay kia hạ xuống, hắn mạo hiểm tu vi bị phế mới đổi lấy được một cơ hội này, chính là giờ phút này. Dừng tay! Một thanh âm chấn động thiên địa đột nhiên phá đâm vào trong tay của Diệp Húc, chấn cho hắn đầu óc choáng váng. Chỉ thấy một bàn tay mượt mà phá vỡ trấn áp cửu đỉnh hợp nhất, chụp tới Diệp Húc. Bàn tay to trắng trẻo này bao phủ phạm vi vài dặm, ngón cái và ngón trỏ đeo một chuỗi tràng hạt đáng sợ, tổng cộng có 108 viên hạt châu. Lần tràng hạt này trong suốt, trong hạt xanh non nước biếc, giống như là một đám thế giới bị phong ấn bên trong lần tràng hạt vậy. Cấm bảo Tiểu Quang Minh Thánh Địa, bàn tay hư ảnh tôn đại Phật. Diệp Húc càng là cả kinh trong lòng hơn, không vội giết Úc Khánh Sơn, vội vàng thao túng bàn tay vàng kia nghênh hướng bàn tay đại Phật khổng lồ ấy. Úc Khánh Sơn cười hà hà, cực kỳ đắc ý nói: Ta quả nhiên là con của trời, cao thủ trong sư môn quả thật sẽ lúc khẩn cấp mà ra tay cứu ta. Suy một tiếng, hắn ta còn chưa nói xong, đột nhiên trước mắt hiện ra một làn hào quang trắng cắt qua cổ của hắn. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, hướng hắn mỉm cười nói: Ta quên nói cho người biết, ta cũng là một luồng kim tinh khí, tuy không bằng kim tinh kiếm khí của ngươi, nhưng dùng để giết ngươi thì thoải mái. Mà vào lúc này, bàn tay vàng rốt cuộc đụng với bàn tay Phật kia. Úc Khánh Sơn vừa chết, quần thiền tiền tháp 9 tầng của hắn lập tức tàn rã. Diệp Húc từng thấy tình cảnh không ít vũ sĩ chính ma lượng đạo chết đi. Ngọc lâu hay bảo tháp của bọn họ đều là trong thời gian ngắn liền tan rã hoàn toàn. Bảo vật cất chứa bên trong đều rơi hết xuống. Mà tòa quân thiên tháp 9 tầng này lại khác. Tòa bảo tháp này chính là từng tầng phân giải ra, dần dần lan lên trên. Tốc độ cũng không nhanh không chậm. Mỗi một tầng bảo tháp phân giải xong, không biết bao nhiêu vụ bảo rơi xuống. Nhưng vụ bảo đó nhiều đến mức dù cho Diệp Húc là kẻ đã từng chứng kiến kho báu Tây Hoàng cũng không thể không hòa mắt chóng mặt. Bảo vật cất giữ trong tầng thứ nhất của bảo tháp của Úc Khánh Sơn có hơn 100 kiện, chủng loại thì phức tạp, cái gì cũng có. Những vụ bảo và tài liệu đó gần như chôn vùi Diệp Húc, mỗi một kiện cũng không kém Lô Bồng, mỗi một kiện uy năng đều cực kỳ hùng mạnh. Tầng thứ hai bắt đầu phân giải, từng cuốn kinh thư rơi xuống, Diệp Húc không khỏi ánh mắt sáng lên, hủy tay áo thu hết mấy thứ này lại. Chết rất tốt, nếu hắn ta không chết, ta ăn no thế nào được đây? Mà ở giữa không trung, bàn tay kim bản biến thành kia cuối cùng đụng vào bàn tay Phật đà kia. Bàn tay kim quang bộc phát ra uy năng đủ để sánh với hư ảnh cấm bảo, nhưng bàn tay Phật đà trắng trẻo từ xa tới kia cũng là hư ảnh cấm bảo thực sự. Đại Phật của Tiểu Quang Minh Thánh Địa tương truyền đã lưu truyền từ thời cổ đại man hoang cho tới ngày nay, ngày ngày đêm đêm, tháng tháng năm năm vẫn đứng sừng sững ở đỉnh Tiểu Quang Minh, toàn thân như là ngọc, Phật quang chiếu rọi, rửa sạch tâm linh vũ sĩ, tầm mã bất sinh. Mà Tiểu Quang Minh Thánh Địa liền thành lập trên đỉnh đầu Tôn Đại Phật này, trở thành một môn phái chính đạo mạnh nhất đương thời. Tôn Đại Phật này là xác chết của một vị cổ Phật viễn cổ, mà trong truyền thuyết, cổ Phật cùng tiên nhân viễn cổ cùng tồn tại. Tuy rằng không biết cổ Tôn Phật này vì sao lại chết đi, lại bị người ta luyện thành cấm bảo, nhưng uy năng của cổ Phật không vì ông ta chết rồi mà biến mất đi. Cổ Phật vẫn là một trong những cấm bảo mạnh nhất đương thời. Có thể trở thành thánh địa của chính ma yêu phải có cấm bảo trấn phủ. Nếu không thì không thể gọi là thánh địa, sẽ không thể nào trở thành một đại phái được. Bàn tay kim quang cùng ngọc thủ Phật đà cuối cùng đụng vào nhau, hơi im lặng một tiếng. Loại cường độ này va chạm, năng lực bộc phát ra đã đạt tới tình cảnh không thể tin nổi. Tuy rằng im lặng nhưng đã có từng luồng dao động hùng mạnh bộc phát ra. Oanh một tiếng, cửu đỉnh hợp nhất của Diệp Húc rốt cuộc bị luồng năng lượng này phá vỡ. Cậu đại đỉnh kia vỡ nát giữa trời, vô số tài liệu bay đi khắp nơi. Vừa mới bay ra mấy trượng liền hóa thành tro bụi, không còn tồn tại nữa. Chính dòng Trần Nguyên của hắn cũng trong nháy mắt bị dư âm nén ép, thu nhỏ lại như 9 con giun, bất cứ lúc nào cũng có thể bị chèn phá bỏ. Nếu như 9 dòng Trần Nguyên bị xóa bỏ, tu vi của hắn sẽ bị phế bỏ hoàn toàn và cuối cùng trở thành một cao thủ võ đạo cảnh giới tiền thiên mà thôi. Trở về, Diệp Húc thét to, tế khởi ngọc lâu. 9 dòng chân nguyên lập tức chui vào trong ngọc lâu của hắn. 9 dòng chân nguyên này vừa mới vào trong ngọc lâu, không bị dư âm của hai bàn tay kia đè ép, lập tức phồng lên, lại hóa thành 9 dòng sông lớn, ao ao chảy trong không gian ngọc lâu. 9 dòng sông này còn khổng lồ hơn cả đan đỉnh, dài ước chừng 10 dặm. Hơn nữa, lúc này đã không có áp lực từ bên ngoài. Chân nguyên của hắn bắt đầu điên cuồng trôi đi, từng dòng sông đang nhanh chóng rút lại. Loại tốc độ này không đến nửa canh giờ nữa, tu vi của hắn sẽ bị phế đi. Chu Thiên trận đồ, trấn áp. Thân hình của Diệp Húc run run, Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ, từng người của hắn bay ra, gào thét nhảy vào trong ngọc lâu. Vù một tiếng mở ra, bao phủ hết 9 dòng sông chân nguyên. Tấm trận đồ này vừa mới thu 9 dòng sông chân nguyên vào, đột nhiên xùy một tiếng, nhăn nhúm lại, gần như bị dòng sông chân nguyên của hắn cắn nát. Chu Thiên tinh phiên, quỷ vị tinh đấu, trấn áp. Bên trong thân thể của Diệp Húc, từng mặt tinh phiên bay lên, nhảy vào trong ngọc lâu, đều tự trở về vị trí cũ, dung nhập vào trong tinh đấu. Lực lượng trấn áp lập tức tăng lên hơn mấy chục lần. Dòng sông chân nguyên của hắn vẫn run lên dữ dội, chân nguyên không ngừng mất đi. Tuy rằng tốc độ chậm hơn rất nhiều, nhưng Diệp Húc dám khẳng định, với loại tốc độ này, chân nguyên của hắn trong 6 canh giờ sẽ hết sạch không còn gì nữa. Kim kiều, lên cho ta! Hắn cắn chặt răng, tế khởi kim kiều. Cây kim kiều này bị Ngụy Hiên chém thành hai đoạn, uy năng giảm đi nhiều. Trấn áp phía trên Đại Chu Thiên tinh đấu trận đồ vẫn không thể dừng được thế trôi đi của chân nguyên. Tu vi của hắn quá hùng hậu, thậm chí kim kiều cũng không thể trấn áp, chỉ có luyện chế lại cửu đỉnh mới có thể cất chứa được tất cả chân nguyên. Thiên cơ tán, hóa đỉnh dung nạp. Diệp Húc kẽ động tâm niệm, thiên cơ tán cũng chui vào trong ngọc lâu, hóa thành một khẩu đại đỉnh, thu Chu Thiên tận đầu vào trong đỉnh. Có đại đỉnh do thiên cơ tán biến thành, hơn nữa nhiều bảo vật như vậy, chiến dòng chân nguyên của hắn cuối cùng cũng ổn định lại. Tuy rằng chân nguyên vẫn còn mất đi, nhưng tốc độ đã chậm đi rất nhiều. Loại tốc độ này đủ để Diệp Húc chống đỡ được mấy tháng. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hắn nhẹ nhàng thở ra, mà lúc này bàn tay kim quang bắt đầu bị phá nát, bị hư ảnh ngọc thủ Phật Đà hoàn toàn áp chế. Nói thêm, đây là đối kháng giữa Diệp Húc và cao nhân Tiểu Quang Minh Thánh Địa, không bằng nói đây là so đấu giữa tông chủ trước Hoàng Tuyền Ma Tông và xác chết vị Phật Đà viễn cổ kia. Tuy rằng vị tông chủ trước kia đã mất, nhưng nhờ vào kim bài này mà có thể liều mạng với thi thể Phật Đà của Tiểu Quang Minh Thánh Địa một lần. Lúc này đây, vị tông chủ trước của Hoàng Tuyền Ma Tông đã hoàn toàn bại trận. Dù sao tu vi cảnh giới của ông ta đều kém xa, không địch lại được vị Phật Đà viễn cổ kia. Có thể nói là dù thua vẫn là vinh quang. Bàn tay kim quang hoàn toàn vỡ vụn, trở về thành kim bài như trước, rách nát tung tóe, bỗng nhiên bay đến bên người của Diệp Húc. Mặt kim bài này đã đánh mất hết tất cả uy năng, bị ngọc thủ Phật Đà kia phế bỏ hoàn toàn, uy lực của kim bài xóa đi sạch sẽ. Mà ngọc thủ Phật Đà kia cũng rách nát, bị kim bài xóa đi không ít uy năng. Kim bài bị hủy, Diệp Húc gần như đối mặt với kết cục phải chết. Giết đi đệ tử mà Tiểu Quang Minh Thánh Địa cực khổ khổ đào tạo ra, mà đệ tử này lại là thể chất đặc thù, tương lai gần như có thể trở thành vu hoàng. Có thể thấy Tiểu Quang Minh Thánh Địa sẽ vẫn nổ ra sao. Cho dù là một hư ảnh bàn tay rách nát của Phật Đà, nhưng vẫn đủ để nghiền chết hắn trăm ngàn lần. Hạng tông chủ, Đồ Thiền Thập Nhị Thần Sát của Triệu Mỗ uy lực thế nào? Bên trong kim bài rách nát, một nam tử anh tuấn áo trắng hờn tuyết đột nhiên hiện ra, nhìn về phía Diệp Húc cười ha ha mà nói: Hạng tông chủ, Triệu Mỗ cùng người định ra 3 chiều chỉ ước, hiện giờ Triệu Mỗ thắng, mong tông chủ hết lòng tuân thủ lời hứa. À không, người không phải là Hạng tông chủ, người là ai? Ngọc thủ Phật Đà đột nhiên dừng trên không trung, từ từ chữa trị tổn hại trên bàn tay đang từ từ khôi phục. kinh khí mà Ngọc Thủ phát ra bao phủ phạm vi 10 dặm. Trong vòng 10 dặm đó, thiên địa kiên cố như bàn thạch, gần như bị ngưng kết thành khối thép bền chắc. Thậm chí cả Diệp Húc cũng bị giam cầm, không thể động đậy được. Nam tử áo trắng anh tuấn kia ngẩng đầu, nhìn hướng Ngọc Thủ Phật Đà, trong mắt tuôn ra sát ý vô tận. Một luồng khí thế bá đạo tuyệt luân từ người ông ta phát ra, giống như một vị vua hùng bá thiên hạ, có tài trí mưu lược kiệt xuất. Ngọc Phật của Tiểu Quang Minh Thánh Địa ư? Triệu Mỗ tung hoành cả đời, gặp qua Cửu Đỉnh, gặp qua Luân Hồi Thiên Màn, gặp qua Vô Đạo Thiên Ma Kính, còn chưa gặp qua Cấm Bảo Chính Đạo. Hạng tông chủ, người đem Cấm Bảo Tiểu Quang Minh Thánh Địa tới đây là để khảo cứu Triệu Mỗ sao? Diệp Húc trố mắt đứng nhìn. Luồng thần hồn này của Thủy Hoàng Đế không ngờ không hề máy móc gặp lại hai câu nói trước nữa mà bắt đầu nói ra những lời khác. Ta đã biết, trước kia có tông chủ kim bài trấn áp thần hồn của ông ta, khiến ông ta vô tri vô giác, mà hiện giờ kim bài bị hủy, kim bài mà tông chủ trước luyện chế mất hết uy năng, thần trí của Thủy Hoàng Đế cũng tỉnh táo dần lại. Hắn trong lòng không khỏi chờ mong vạn phần, chờ mong vị vua tài trí mưu lược kiệt xuất một thế hệ này có thể đại triển hùng phong, giúp hắn vượt qua một cửa này. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng Đế kia cất tiếng cười to, đột nhiên sắc mặt biến đổi, tức giận nói: Ngọc Lâu của ta đâu? Tu vi của ta đâu? Vũ bảo của ta đâu? Chết tiệt, kẻ nào trộm đi Đồ Thiền Thập Nhị Đồng Nhân của ta, còn có thân thể của ta đâu rồi? Ai trộm thân thể của ta đi rồi? Ông ta thét to long trời đỡ đất. Diệp Húc thấy vậy ngẩn ra, lập tức hiểu ra rồi. Vì Thủy Hoàng Đế này chỉ có một luồng tinh hồn bị nhốt trong kim bài, cần thân thể không thân thể, cần vũ bảo không vũ bảo, cần tu vi không tu vi. Vì này chỉ là một luồng tinh hồn mà không phải Thủy Hoàng Đế sống lại. Nếu muốn sống, chỉ có thể dựa vào chính mình. Này tiểu tử, cho ta mượn tu vi của ngươi, ta triệu tập Đồ Thiền Thập Nhị Đồng Nhân của ta đến trợ trận. Luồng tinh hồn của Thủy Hoàng Đế đột nhiên nhìn hướng Diệp Húc, sắc mặt đột nhiên kịch biến, thất thành nói: Không xong, hồn phách của ta lại sao lại tán loạn thế này rồi? Không còn kịp rồi, trốn trước đã. Này tiểu tử, ta chuyển cho người Đồ Thiền Thập Nhị Thần Sát, nhanh mang ta rời đi, chờ tìm được thân thể về, tiếp tục so đấu với cái Phật thi kia. Ông ta điểm vào mi tâm của Diệp Húc, lập tức vô số trí nhớ, vô số tri thức chui vào trong não của Diệp Húc. Luồng tinh hồn Thủy Hoàng Đế này thu ngón tay lại, hóa thành một làn khói mỏng chui vào trong kim bài rách nát kia, biến mất không thấy đâu nữa. Trong đầu của Diệp Húc lập tức xuất hiện từng thiên pháp môn huyền ảo bá đạo, đúng là con cháu trung tâm của Hoàng thất Đại Tần, là Tần Hoàng mới có tư cách tu luyện Đồ Thiền Thập Nhị Thần Sát. Môn cấm pháp này ảo diệu vô cùng, chỉ một nửa khoảnh khắc, hắn căn bản không thể suy xét thấu triệt, không khỏi kêu khổ trong lòng. Thủy Hoàng Đế hồ đồ, trong thời gian ngắn như vậy, ta sao có thể tu thành Đồ Thiền Thập Nhị Thần Sát, triệu tập Đồ Thiền Thập Nhị Đồng Nhân đây? Bàn tay Phật Đà cuối cùng chữa trị xong, trắng nõn như ngọc, giống như thiền địa nghiêng ngả áp chế. Một kích này nếu chứng thực, Diệp Húc dám khẳng định mình chắc chắn sẽ thi cốt không còn. Lại vào lúc này, đột nhiên một thân hình hùng tráng đánh một quyền và đánh phá giam cầm của Ngọc Thủ Phật Đà, xông vào trong mảng đất trời bị phong ấn ấy. Vài bước liền đi đến bên người Diệp Húc, một tay bắt lấy hắn, khiêng lên vai chạy đi. Hữu Tài Huỳnh, Hoa Phụ Mão, một tay cầm Phù Tang kim trượng, một tay khiêng Diệp Húc lao đi như điên, trong nháy mắt liền chạy ra khỏi phạm vi công kích của bàn tay Phật Đà, giống như một con vượn nhảy đi vậy. Ầm một tiếng, Ngọc Thủ Phật Đà hạ xuống vị trí bọn họ vừa đứng. Phiến sa mạc rộng lớn hơn 10 dặm kia lập tức hoàn toàn bốc hơi, trên mặt đất chỉ lưu lại một cái cửa động lớn. Dư âm cực lớn tấn công khắp nơi, thậm chí cả Khoa Phụ Ngang cũng là không chịu nổi, bị đánh bay đi một chỗ khác, giống như là một con diều lọt vào trong bão gió, bị thổi ra xa. Người ở giữa không trung liền nôn trong một khẩu máu, sắc mặt tái nhợt. Diệp Húc cũng bị chấn cho trọng thương, trước mắt tối sầm lại mà ngất đi. Ta là Khoa Phụ đầu tiên bay được lên trời, tuy đã bị người ta đánh bay. Khoa Phụ Ngang miệng hộc máu tươi, vẫn khiêng Diệp Húc trên vai, chỉ thấy bản thân vẫn đang khống chế thân thể, bị kinh khí đánh bay đi phía trước, thầm nghĩ trong lòng. Bàn tay Phật Đà kia chụp vỡ đại mạc phía dưới, lập tức tiêu tan đi. Sau một lúc lâu, chỉ thấy vài vị cao thủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa đỉnh đầu đính bảo tháp lao tới, nhìn cửa động tối om phía dưới, hồi đầu cũng chẳng nói được câu nào. Chúng ta lại tới chậm một bước rồi. Một vị vu sĩ trung niên mặt mang vẻ tận thế đã tới, thở dài nói. Một lão già tóc trắng xóa khác bỉ phẫn nói tiếp. Ma đầu, thật sự là ma đầu. Ngay cả đệ tử xuất sắc nhất của thánh địa ta cũng bị kẻ này chém chết. Tên tiểu ma đầu kia rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là đệ tử bồi dưỡng bí mật của ma đạo, Nguyên dùng để đối phó đồ đệ của Úc Khánh Sơn ta sao? Có thể thao túng vô bảo liều mạng với chúng ta, kẻ này không phải đặng Nguyên giác Hoàng Tuyền Ma Tông cũng là hầu nhân vực. Nghe nói hai người kia là một trong những đệ tử xuất sắc nhất Ma Tông, tu thành nguyên thần, không hề kém chúng ta đâu, cũng có vô số bảo vật trong tay. Nếu Úc Khánh Sơn gặp phải hai kẻ này, quả thật không còn đường để mà sống. Trong đó, hầu nhân vực cũng là có thể là thể chất đặc thù, là nhân vật lợi hại, có thể vấn đỉnh phu hoàng tương lai cơ đấy. Hoàng Tuyền Ma Tông muốn khai chiến với Tiểu Quang Minh Thánh Địa chúng ta sao? Cũng may, thi thể của Úc Khánh Sơn không bị người này thu đi, chỉ sợ cái này không phải là hầu nhân vực mà là đặng Nguyên giác, không biết bí mật lớn nhất của thể chất đặc thù là gì. Một vị cao thủ Tiểu Quang Minh Thánh Địa trong đó giơ tay đánh ra một chiêu. Sau đó, chỉ thấy bên trong cửa động tối om kia, thi thể Úc Khánh Sơn từ từ nổi lên. Đầu của hắn bị mấy người kia trực tiếp bỏ qua, ánh mắt dừng trên đan điền của hắn. Thể chất đặc thù quý báu nhất chính là nguyên thần và tinh khí. Úc Khánh Sơn chính là Mộc Đức Cú Mang chi thể. Nguyên thần cậu ta chính là Mộc Đức Đại Đế trong Ngũ Đức Đại Đế cổ đại. Nguyên thần Cú Mang, tinh khí trong cơ thể cũng là tinh khí Cú Mang Đại Đế. Có được loại nguyên thần tinh khí này, liền có tư bản để mà vấn đỉnh vô hoàng, thậm chí là thiên đế nữa. Một vị trưởng lão của thánh địa giơ tay chộp tới đan điền Úc Khánh Sơn. Chỉ thấy trong đan điền Úc Khánh Sơn, một gốc cây xanh vượt bị ông ta móc ra. Cậu quái thụ này ngàn chi ngàn cành, vô số rễ lăng không bay múa, suy một tiếng đâm vào trong lòng bàn tay Trần Nguyên của vị trưởng lão kia, không ngừng hấp thu chân nguyên, trong chớp mắt liền hút khô bàn tay đó. Quái thụ thoát thân, lập tức bay lên trời cao, lại bị mọi người liên thủ chặn lại, không cho nó chạy mất. Mọi người cẩn thận thu hồi quái thụ, đựng vào trong một kiện vô bảo hình bình ngọc, liếc nhau một cái, nhẹ nhàng thở ra cười mà nói: "Con nguyên thần tinh khí Cú Mang Đại Đế, chỉ cần đánh nhốt vào trong cơ thể một gã đệ tử thiên tài hơn người, có thể bồi dưỡng ra một gã Úc Khánh Sơn khác cũng không nói chơi." Đáng tiếc, Úc Khánh Sơn và Thiên Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông có quan hệ không mỏng, dù là có bồi dưỡng ra một gã đệ tử có Mộc Đức Cú Mang chỉ thể thì cũng không thể kế thừa loại quan hệ này được. Huống chi Úc Khánh Sơn đạt được quần thiên tiền tháp 9 tầng, trong đó cấm pháp cũng không có lưu lại, đáng tiếc. Thù này nhất định phải báo. Tên tiểu tử giết Úc Khánh Sơn kia, bất kể là hầu nhân vực hay là đặng Nguyên giác hay là một kẻ nào khác nữa, đều phải chết hết. Sau khi chúng ta trở về thánh địa, lập tức liên hợp Thiên Đạo Tông, Nguyên Thủy Thánh Tông ban bố trù sát lệnh, trừ phi hắn trốn ở trong Hoàng Tuyền Ma Tông không chịu ra ngoài, nếu không, nếu dám rời núi một bước thôi, liền làm cho hắn chết không có chỗ chôn thây. Ta đây là đang ở nơi nào? Diệp Húc từ mê man tỉnh lại, ánh mắt mờ mịt, ngẩng đầu đánh giá xung quanh, trước mặt tối òm, nhưng bên tai lại liên tục truyền đến tiếng dị thú rống, lại có tiếng chim hót, có cả hương hoa truyền đến, không khỏi nghi hoặc tự nói. Sức sống mỏng manh từ trong ngọc lâu của hắn truyền đến, không ngừng chữa trị tổn thương trên thân thể. Cho dù thương thế của hắn nặng, hiện giờ cũng đã khỏi gần hết. Này Diệp lão đệ, ngươi tỉnh rồi à? Bên tai của hắn truyền đến một giọng nói hào hùng. Giọng nói này cực kỳ quen tai, đúng là Khoa Phụ Mão, vỗ thật mạnh vào bờ vai của hắn, cười ha ha mà nói: "Thân thể của ngươi quả nhiên là đủ mạnh đấy, chỉ là kém ta vài phần mà thôi. Nếu ngươi tỉnh rồi, không bằng chúng ta so đấu một phen hả?" Diệp Húc cười khổ, gần cốt của hắn hầu như bị người ta đánh cho vỡ hết, lắc đầu nói: "Ây chà chà, Khoa Phụ tộc các huynh dị bẩm trời sinh, sức mạnh to lớn vô cùng, ta sao có thể là đối thủ của Hữu Tài Huỳnh chứ? Mà đời này rốt cuộc là nơi nào thế?" "Nơi này chính là Vân Mộng, chính là đầm lầy đấy. Lão đệ, thế nào, nhà ta có đồ sộ hay không hả?" Khoa Phụ Mão đắc ý giạt rào cười mà nói: "Khoa Phụ tộc chúng ta tuy chẳng không thể bay lên trời cao, nhưng lại ở trên không trung, gốc cây Phù Tang này chính là tổ tiên ta ở trong thẳng cốc đối với Đông Hoàng gia, cưỡng ép đoạt được, bị tổ tiên nhà ta luyện thành cấm bảo nơi đây." Diệp Húc ánh mắt mờ mịt, trước mắt tối tăm, đột nhiên trong lòng khẽ động cười mà nói: "Hữu Tài Huỳnh, hiện giờ là ban đêm sao?" "Hiện giờ là ban ngày, mặt trời bên ngoài đều chiếu đến mông rồi, có cây Phù Tang ở đây, cho dù là đêm tối, Khoa Phụ gia ta cũng là đèn chiếu sáng như ban ngày đấy." Khoa Phụ Mão lại nhảy nói không ngừng, sau một lúc lâu mới im miệng cười mà nói: "Lão đệ, ngươi không nhìn thấy gì sao?" Diệp Húc nâng hai tay lên đặt trước mắt, trầm mặc một lúc, nghiêm nghị nói: Ta ngay cả chính tay của mình đều không thấy, mắt của ta sao thế này? Hắn thần sắc đờ đẫn phun ra hai chữ, mù rồi à? Hắn vận dụng âm dương nhị khí quá lâu, thân hình liền đối với đôi mắt chính là một gánh nặng lớn, lại bị dư âm của ngọc thủ Phật Đà đánh cho trọng thương, khiến hai mắt hắn bị thương lại càng nặng hơn, rốt cuộc mù, dù là sức sống bừng bừng truyền đến từ trong ngọc lâu cũng không thể chữa trị được. Hoa Phụ Mạo im lặng một lát, lại lải nhải nói, không sao, hai mắt dù mù vẫn có thể trở thành phù sĩ, có rảnh chúng ta tiếp tục dò đấu nha. Diệp Húc không để ý đến hắn ta, tâm điểm khẽ động, ngọc lâu từ trong đan điền hiện lên, một kiện vũ bảo bị hắn tế ra. Hắn lấy ra vũ bảo làm mắt, lấy nguyên thần làm con người, cuối cùng có thể nhìn thấy thế giới bên ngoài. Chỉ thấy hắn đang ở trong một căn phòng gỗ thật lớn, căn phòng này lớn đến không thể tưởng tượng được, giống như một cung điện của người khổng lồ. Bất cứ thứ gì trong phòng đều so với đồ của nhà bình thường phải lớn gấp mấy lần. Bất kể là bàn trà, ghế ngồi hay là bát đĩa xoong nồi, đều so với những thứ Diệp Húc từng thấy lớn hơn rất là nhiều đấy. Một cái bát ngọc thậm chí còn to hơn cả một cái chậu rửa mặt. Mà lúc này hắn đang nằm trên một cái sạp gỗ. Cái sạp gỗ này cũng lớn cực kỳ. Hắn nhìn là một đứa bé, chỉ liếm một cái góc nhỏ của cái sạp gỗ đó thôi. Ở bên người hắn còn có một cái thùng sắt cực lớn. Phía dưới là những hỏa tinh nhỏ như bàn tay, hừng hực bốc cháy. Những tiểu hỏa tinh nhỏ đó lùi tới lùi đi, đun cho thang dược bên trong sôi ung ung. Hoa Phụ Mão ngồi bên trong cái thùng sắt đó. Tên trắng hán này cũng bị trọng thương, còn có thể động một tay, buồn chán chộp tới chộp lui. Khoa Phụ Mão vì cứu hắn cũng bị ngọc thủ Phật Đà đánh cho bị thương, cùng hắn tính dưỡng chữa thương trong một căn phòng bệnh. Diệp Húc thao túng kiện vũ bảo này bay ra phòng, chỉ thấy bên ngoài mây trắng từ từ trôi, trời xanh trên cao, mà cái phòng bệnh này ở trên trời xanh được kiến tạo trên một cành cây cùng một gốc đại thụ thật lớn. Phía dưới là vực sâu vạn trượng, cao không thể đếm được. Mà trên những cành cây khác, hàng đống phòng gỗ được kiến tạo trên trời cao vạn trượng này, thậm chí còn có một tòa thành thị vô cùng lớn. Gốc đại thụ này lớn đến không thể tin nổi, đỏ như lửa, tản ra hào quang và nhiệt lượng vô cùng vô tận. Mặc dù là một cành nhỏ nhất, ở bên trên cũng là một đống phòng ở thật to. Khoa Phụ, Khoa Phụ. Xa xa có mấy thằng nhóc Khoa Phụ tộc, so với người trưởng thành còn cao lớn hơn, đang chạy như bay trên cành cây. Trong miệng truyền đến tiếng hô gọi to. Diệp Húc nhìn hướng xa xa, chỉ thấy dãy núi liền biên chập trùng, từng đám mây trắng bồng bềnh trên sườn núi, tất cả đều ở dưới chân hắn, đẹp không sao tả xiết. Thì thoảng có mấy con yêu cầm từ giữa không trung bay qua, phát ra những tiếng hót cào vút, đầm lầy đầm lầy. Những con yêu cầm đó cất tiếng nói, đời này chính là Vân Mộng, một thế giới như mộng như ảo, như tiên cảnh xinh đẹp nhất trong thần thoại. Cảnh sắc tuy rằng đẹp đến kinh tâm, đẹp đến động phách, nhưng Diệp Húc lại không hề có chút vui sướng. Những cảnh sắc được hắn thu vào trong mắt đó chỉ là nhờ dùng nguyên thần và vô bảo để lấy, dù sao không sinh động, chân thật bằng tận mắt nhìn đến. Sao cậu lại ra đây, quay về đi. Một cô nương Khoa Phụ cao lớn thô kệch đi tới, tóc buộc thành hai bím to, lắc đến lắc đi. Cô ta tay bưng một cái chậu gỗ to đến kỳ cục, tay kia thì đưa ra bắt lấy một kiện vũ bảo đi đang của Diệp Húc, dùng sức rung lên, liền rung cho nguyên thần của hắn thoát ra khỏi vũ bảo, trở lại trong cơ thể. Vị cô nương này đi vào trong phòng bệnh, trả lại vũ bảo cho Diệp Húc, lập tức đổ hết dược tài trong chậu gỗ vào thùng sắt, sau đó lấy chậu gỗ đậy lên đầu Khoa Phụ Mão, xoay người nhìn về phía Diệp Húc, giọng nói to chấn cho màng tai hắn ong ong cả lên. Nhóc con, hai mắt của cậu nhập âm dương nhị khí. Lúc này từng đợt âm dương nhị khí xâm nhập vào trong mắt của cậu, cánh vác quá lớn đã mù rồi, muốn chữa khỏi không khó, ta có 3 loại phương pháp có thể trị liệu. Diệp Húc trong lòng không khỏi dâng lên hy vọng, vội vàng ngồi dậy cẩn thận lắng nghe. Thứ nhất là tìm được bất tử thảo, dùng bất tử thảo trị liệu tật về mắt, có thể làm cho hai mắt của cậu giống như hai mặt trời nhỏ, mở mắt ra có thể bắn ra từng luồng kim quang. Nhưng bất tử thảo đã tuyệt chủng rồi, bà cô ta tìm cả 100 năm đều không được nửa cây nào cả. Vị cô nương Khoa Phụ tộc này thấy Khoa Phụ Mão định bỏ chậu gỗ ra, một cái tát đánh qua, ấn đầu anh ta vào trong dược thang kia, chỉ còn đôi tay vùng vẫy bên ngoài. Trong thùng dược phát ra từng chuỗi bọt khí, bà nổ tung. Tiểu Mã Mão, cậu bị thương rất nặng đấy, thành thần một chút cho cô. Sức mạnh của bà ta quả thực giống như là mấy trăm con man long, trị cho Khoa Phụ Mão phải ngoan ngoãn nghe lời, quay đầu cười nói với Diệp Húc, Phương pháp thứ hai, đó là móc hai mắt của cậu xuống, ta thay cho cậu một đôi lòng nhãn khác. Cô ta bước đến, dừng bước mà nói, Bất Tử Thảo quả thật sự tìm quá khó khăn, không bằng dùng long nhãn đi. Long nhãn rất là to, ước chừng to bằng cái chậu gỗ này. Dáng người của cậu nhỏ như vậy, thay đôi mắt đó vào, rất dễ hấp dẫn các cô gái đấy. Diệp Húc không khỏi rùng mình một cái, vội vàng lắc đầu. Này cô nương, còn có loại phương pháp thứ ba hay không? Vị cô nương khoa phụ tộc này thở dài, dường như đang tiếc hận sao hắn không chịu đổi một đôi lòng nhãn. Mệt mỏi mà cất tiếng nói, phương pháp thứ ba đơn giản nhất, không có kỹ thuật nhất, không đáng để thần y ta đầy động thủ. Cậu tăng tu vi tới cảnh giới đủ để có thể dễ dàng khống chế âm dương nhị khí, hai mắt tự nhiên sẽ hồi phục thị lực. Cậu thật sự không muốn đổi một đôi lòng nhãn sao? Rất to, rất đẹp đấy. Được câu trả lời chối bỏ rồi, cô nàng bất mãn rời khỏi phòng bệnh kia. Khoa Phụ Mão từ trong thùng sắt ló đầu ra, cười ha ha mà nói, này Diệp lão đệ, vị này chính là đại vu y khoa phụ Minh Nguyệt của ta đấy. Của khoa phụ tộc chúng ta, là người trị bệnh giỏi nhất đấy, là người có y thuật vô cùng cao thâm. Cô ấy giỏi y thuật, lại xinh đẹp, chính là viên minh châu của khoa phụ tộc ta. Đáng tiếc, nếu không phải đã có người trong lòng, nhất định phải cưới cô ấy làm vợ. Khoa Phụ Mão tiếp tục lải nha lải nhải. Diệp Húc thật sự hoài nghi Minh Nguyệt ấn hắn ta vào trong thùng gỗ không phải vì trị liệu thường thế của hắn ta, mà làm miễn cho người này mở miệng lải nhải suốt cả ngày như vậy. Tăng tu vi tới cảnh giới có thể khống chế âm dương nhị khí sao? Cái này đúng là đơn giản mà, Diệp Húc thầm nghĩ. Khi Diệp Húc chân chính bắt đầu tu luyện, mới phát hiện ra hiện giờ mình nâng cao tu vi không thực tế biết bao. Cửu đỉnh của hắn bị cường giả thế hệ trước của Tiểu Quang Minh Thánh Địa triệu tập Ngọc Thổ Phật Đà đánh nát đi. 9 con sông Trần Nguyên đều không bị hạn chế, đừng nói là nâng cao tu vi, hiện giờ hắn có thể khống chế tu vi không mất đi đều cực kỳ khó khăn. Trước tiên luyện chế cửu đỉnh, chứa đựng Trần Nguyên, sau đó mới có thể đột phá, tiến vào huyện đan kỳ, luyện hóa Trần Nguyên thành huyện đan. Cho nên luyện chế cửu đỉnh là chuyện cấp bách trước mắt. Cũng may tuy rằng cửu đỉnh của ta bị hủy đi, nhưng cướp đoạt Úc Khánh Sơn rồi, ta đoạt được không ít bảo vật. Những bảo vật đó, mỗi một món đều đủ để ta luyện chế thành cửu đỉnh mà. Chuyện được phát vào lúc 19 giờ và 22 giờ hàng ngày trên kênh Tuấn Anh Studio. Kính mời quý vị thính giả chú ý đón nghe. Hữu Tài Huỳnh, trong tộc các huynh có nơi nào có thể dùng để luyện chế phù bảo hay không? Diệp Húc Thế khởi ra một kiện phù bảo, quan sát xung quanh, phát hiện căn phòng này không phải nơi thích hợp để luyện bảo, mà là nơi ở nơi khác, cho nên lập tức hỏi. Hiện tại hắn chỉ có thể dùng vô bảo và nguyên thần thay thế đôi mắt nhìn mọi vật xung quanh. Hành động có chút không tiện mà. Khoa Phụ Mão đặt cái chậu gỗ sang một bên, cười mà nói. Ở chỗ phù tang nở hoa, chính là phòng luyện bảo của khoa phụ tộc ta. Luyện chế phù bảo ở đó, so với nơi khác nhanh hơn rất nhiều. Hơn nữa, chất lượng phù bảo luyện chế ra cũng hơn xa những nơi khác. Nhưng mà cậu là một người ngoài, hoa phù tang sẽ không nở ra với cậu đâu. Chờ thường thế của ta khỏi hẳn, để ta mang cậu đi. Thế là Diệp Húc ở trong phòng bệnh, làm bạn với khoa phụ Mão. Hắn sửa sang lại thu hoạch trong Ngọc Lâu. Từ trong tay Úc Khánh Sơn, hắn đoạt được không chỉ có mấy trăm kiện phù bảo có chất lượng cực cao, đồng thời cũng chiếm được truyền thừa của cửu truyền Nguyên Công cuốn thứ 3 và thứ 4. Úc Khánh Sơn chỉ tu luyện đến tam đan cảnh, lại có thể mang theo Nguyên Công cuốn thứ 4 đi ra. Hiển nhiên Tiểu Quang Minh Thánh Địa cực kỳ coi trọng đối với người này, rất kỳ vọng vào hắn ta, cho rằng lần này hắn đi ra chắc chắn có thể bước vào tam thai cảnh. Úc Khánh Sơn đích xác là ở lúc cuối cùng tu luyện đến tam thai cảnh, chẳng qua hắn vừa mới đột phá liền bị ta giết chết. Ngoài trừ cửu chuyển Nguyên Công, Úc Khánh Sơn còn có những pháp môn tu luyện khác, trong đó có Thiên Đạo Kinh, cấm pháp trấn giáo của Thiên Đạo Tông. Trong đó liền có loại tế luyện chỉ pháp hùng mạnh cực kỳ Thiên Đạo Giáo Hóa Thiên. Còn có cấm pháp Nguyên Thủy Thánh Tông, Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh. Nhưng bất luận là Thiên Đạo Kinh hay Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh, Úc Khánh Sơn đều không có đạt được cấm pháp đầy đủ, đều chỉ là tàn thiên, chỉ có thể tu luyện đến tam đan cảnh nguyên đan kỳ, liền không có tâm pháp tiếp sau nữa. Hai môn cấm pháp này đều là chính đạo, mặc dù là tốt, nhưng trường Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh có chút giá trị tham khảo với ta ra, thì những thứ khác không hề có tác dụng gì mấy cả. Diệp Húc thầm nghĩ, đối với hai môn cấm pháp không hoàn chỉnh này, hắn cũng không định tu luyện đâu. Tâm pháp mà hắn tu luyện đều là nhất mạch tướng thừa, tỉ như đã ban đầu trở thành vu sĩ, tu luyện Tiểu Chu Thiên Tình Đấu vì trần cấm pháp, dẫn dắt Tiểu Chu Thiên Tình Lực, bồi nguyên cố cơ, sau khi tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Đấu cấm điện, dắt Đại Chu Thiên Tinh Lực luyện thành chân nguyên cho mình. Hai loại cấm pháp này có quan hệ thật rõ ràng, mà hắn tam đan cảnh liền bắt đầu tu luyện Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền, không hề dùng Chu Thiên Tinh Lực để mà tu luyện tu vi. Nhưng giữa Di Đà Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền và Đại Chu Thiên Tinh Đấu cấm điện cũng có mối liên hệ sâu đậm. Cần dùng Đại Chu Thiên Tinh Đấu trận đồ để tế luyện tam đan cảnh chỉ bảo của hắn, Di Đàn Thiền Địa Tháp. Chỉ có một cấm pháp cửu chuyển nguyên công này không ở trong hệ thống đó, nhưng hắn đã tu luyện từ khi còn nhỏ, phối hợp với Vạn Kiếp Vô Lượng Tâm Kinh, tu luyện lên cũng rất là được. Mà Thiên Đạo Kinh thì cần học thuộc kinh điển Nho Vu, đầu tiên biến mình thành bậc Thủy Uyên Thâm, sau đó tu luyện Thiên Đạo Kinh thì mới đạt được thành tựu như vậy. Những kinh điển Úc Khánh Sơn cất giữ đại đa số đều là giáo nghĩa của vô Nho Vu. Nghiên cứu thấu đáo những kinh đó thì mất một khoảng thời gian khá dài. Hơn nữa, Diệp Húc cũng không định cải tà quy chánh đâu, biến mình thành một gã đại nho miệng toàn chi hồ giả ngã dã. Hắn đã lật Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh, dùng một kiện vũ bảo và nguyên thần mà nhìn xem. Hắn cẩn thận xem xét, qua thật lâu sau mới khép ba cuốn kinh thư lại mà thầm nghĩ, Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh cùng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền có rất nhiều chỗ giống nhau, bất quá về tâm pháp tam đan cảnh đã có chút khác biệt rất nhỏ. Loại khác biệt này cũng giống như là khác biệt giữa Tiểu Chu Thiên Tình Đấu vì Trần cấm pháp và Đại Chu Thiên Tình Đấu cấm điển vậy. Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh giống như là bản đã giảm bớt của Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền. Tuy rằng là cũng là một môn cấm pháp, nhưng luận về uy lực, luận về thành tựu thì còn xa mới so sánh bằng Di La Thiên Nguyên Thủy Bảo Quyền được. Cấm pháp xem ra cũng có phần cao phần thấp. Để như tu luyện cấm pháp Tiểu Chu Thiên Tình Đấu vi Trần, 5 năm tu luyện đến tam thần cảnh, mà Đại Chu Thiên Tinh Đấu cấm điển nói không chừng chỉ cần 10 năm cũng là tam thần cảnh rồi. Vô sĩ tu luyện Tiểu Chu Thiên Tinh Đấu vi Trần cấm pháp có thực lực chắc chắn sẽ không thể sánh với vô sĩ tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Đấu cấm điển được. Diệp Húc nghĩ thông điểm này rồi, trong lòng thấy thoải mái hơn, đặt Nguyên Thủy Ngọc Hư Kinh và Thiên Đạo Kinh sang một bên, đi xem những thu hoạch khác. Ở trong đại mạc Tây Hoang, hắn chỉ kịp thu 2 tầng đầu của Quần Thiên Tiên Tháp 9 tầng của Úc Khánh Sơn. Từ tầng thứ 3 chưa phân giải xong kia, hư ảnh ngọc thủ Phật Đà liền ép xuống rồi. 2 tầng đầu của tiền tháp của Úc Khánh Sơn còn cất giữ rất nhiều linh mạch. Kẻ này quả thật là đúng là con trời, số phận hưng thịnh, cất giữ rất nhiều linh mạch. Dù là Diệp Húc cũng phải xấu hổ cho số phận của mình đấy, tự thẹn không bằng được hắn ta. Linh mạch hắn ta có, không có cách nào là nhất giai linh mạch, phần lớn là nhị giai, có hơn 70 điều, mà tam giai linh mạch còn có hơn 8 điều đấy. So với Diệp Húc còn phong phú và giàu có hơn nhiều. Thậm chí kẻ này còn cất giữ một điều linh mạch Bích Thanh bị trấn áp trong một khẩu đại đỉnh. Tôn đại đỉnh này tên là Tam Tài Đỉnh, uy năng không kém Thiên Địa Hồng Lô mà Diệp Húc thu được trong Cổn Tuần Thánh Địa cổ. Công dụng lớn nhất là trấn áp. Điều linh mạch Bích Thanh sắc này bị nhốt vào trong đỉnh vẫn bơi qua bơi lại không thôi. Linh khí mà nó chứa đựng cực kỳ khổng lồ. Diệp Húc có thể cảm nhận được lượng linh khí đó phải tương đương với hơn 100 điều tam giai linh mạch. Vận khí của kẻ này quả thật tốt hơn ta không biết bao nhiêu lần. Diệp Húc cảm thán một câu, yên tâm thoải mái thu tất cả linh mạch vào trong tầng thứ 2 của Ngọc Lâu của mình. Một luồng ý niệm của hắn giáng vào trong Ngọc Lâu tầng thứ 2, gọi Hắc Hùng ra. Sau đó trầm giọng nói, Phách Thiên, lão già cần một số lượng đan dược cực lớn. Những linh dược ngàn năm lão già thu vào Côn Luân Thánh Địa cổ này, người cầm lấy luyện đan hết đi. Có khẩu Thiên Địa Hồng Lô này, ngươi hẳn là có thể luyện ra linh đan mà tam đan cảnh cần chứ. Hùng Bi sớm đã mơ ước vạn phần cái Thiên Địa Hồng Lô này, vội vàng cười bù mà nói, lão gia cứ yên tâm, có cái lò lớn này tuyệt đối là có thể luyện chế ra đan dược thượng thừa, không bị nổ lò đâu. Diệp Húc gật gật đầu nói, tất cả dược tài trong Ngọc Lâu của ta cho ngươi dùng đấy, nhưng linh dược ngàn năm dù sao cũng không có nhiều đâu, nếu là nổ lò một lần ta điền lột ra của ngươi. Hùng Bi rùng mình một cái, liên tục gật gật đầu. Diệp Húc giao Thiên Địa Hồng Lô và rất nhiều đinh dược ngàn năm cho nó, còn chưa rời khỏi Ngọc Lâu, đột nhiên nghe thấy một tiếng nổ ầm ầm vang lớn. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ thấy ngọn núi chỗ Hùng Bi ở dâng lên một luồng khói đen. Nổ lò sao? Diệp Húc sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Số lượng đinh dược ngàn năm hắn có cũng không nhiều lắm đâu, chỉ có hơn 400 gốc thôi, lãng phí một gốc liền tiêu đi một gốc đấy. Lão già, không phải nổ lò đâu, không phải nổ lò thật mà. Hùng Bi cuống quýt sồng lên trời cao, xua tay nói, Tiểu Hùng đang kiểm tra hỏa lực của cái lò này thôi, quả nhiên đủ mạnh đấy. Diệp Húc hừ một tiếng rời khỏi Ngọc Lâu, chờ thương thế của Khoa Phụ Mão khỏi hẳn. Chỉ cần Khoa Phụ Mão khỏi hẳn, hắn liền có thể lập tức luyện chế cửu đỉnh. Nếu đến lúc đó Hùng Bi luyện thành tất cả đan dược rồi, hắn rất nhanh liền có thể nâng cao cảnh giới chữa khỏi đôi mắt của mình. Trong 3 ngày này, đại vũ y Khoa Phụ Minh Nguyệt lại đến vài lần nữa, đổi dược cho Khoa Phụ Mão. Cái tên đại hán khôi ngô này cuối cùng cũng khỏi hẳn rồi. Từ trong dược thùng nhảy ra, giãn gần giãn cốt. Diệp Húc không khỏi nhẹ nhàng thở ra, làm người mù 3 ngày khiến cho hắn cực kỳ không thoải mái. Này Diệp lão đệ, chúng ta đi nào, ta dẫn đệ đi xem phù tang hoa. Diệp Húc đi theo hắn ta ra khỏi phòng bệnh, đi đến phía trước, cây phù tang to lớn không gì sánh được, cao không thể lường, quả thật giống như là một thế giới độc lập. Mỗi một cành cây đều to không thể tưởng tượng ra, có không ít trà cây bị người Khoa phụ tộc mang đến từng ngọn núi lớn, thậm chí trên thân cây khổng lồ kia còn có những con sông lớn đổ ra, từ trên cao ầm ầm lao xuống chảy xung quanh thân cây. Cọng đại thụ này thù to đến tình cảnh không thể tin nổi. Khoa Phụ Mão thả người nhảy lên cao vài trăm thước, hạ xuống một chạc cây phía trên. Diệp Húc vốn định dùng sức nhảy lên, đột nhiên thất thanh cười nói: "Ta hồ đồ rồi, ta cũng không phải Khoa phụ không thể bay, cần gì phải nhảy tới nhảy lui cơ chứ?" Hắn phóng người lao lên, vững vàng đi theo phía sau Khoa Phụ Mão. Chỉ thấy Khoa Phụ Mão nhảy tới nhảy lui trên các cành cây thô to kia, không biết nhảy bao nhiêu lần, cuối cùng cũng dừng lại. Diệp Húc dừng ở bên người hắn ta, thông qua phù bảo quan sát bốn phía, chỉ thấy trên cành cây của phù tang này mọc ra những bông hoa màu tím thật lớn. Những bông hoa đó cũng phải có hàng ngàn bông, nở ra rất là xinh đẹp, nhưng nhiệt độ cực kỳ cao, tự ra liền cảm giác được hơi nóng mênh mông phỏng tới. Phỏng hoa trong hoa phù tang là cây phù tang hấp thụ thái dương chân hỏa và linh khí mênh mông cùng với địa khí, địa hỏa vô cùng thuần khiết, là nơi tốt nhất để luyện chế vu bảo, cũng là nơi tốt nhất để tu luyện Đại Cản Khôn Vu Đồ. Khoa Phụ Mão mang Diệp Húc đi đến một đóa hoa lớn, cất tiếng nói: "Nhưng mà hoa phù tang cực kỳ quý báu, ngoại giới có không ít người định trộm hoa phù tang của tộc ta đi luyện chế vu bảo, bởi vậy tộc ta đã phái rất nhiều cao thủ canh gác, thủ vệ xâm nghiêm, khiến cho người lạ tiến đến chắc chắn tìm mọi cách mà tra hỏi." Diệp Húc càng đi đến gần, càng cảm thấy hoa phù tang thật là lớn. Đợi hắn đi đến trước mặt, chỉ thấy mỗi một bông hoa phù tang đều to tầm 10 mẫu, che khuất tầm mắt của hắn. Trước mỗi một bông hoa phù tang đều có một gã Khoa phụ bảo vệ, tránh cho bị người ta đánh cắp mất. Khoa phụ canh giữ trước bông hoa này tuổi không có nhỏ, chòm râu dày từ cằm ông ta thả xuống đến tận lòng bàn chân, vẫn còn có 3-4 thước nữa là dài thêm ra. Khoa phụ này ánh mắt sắc bén, nhìn chằm chằm Diệp Húc, mở miệng nói chuyện, thanh âm càng to lớn hơn: "Tiểu Mão Mão, người mang người lạ đến đây là có chuyện gì thế?" "Cửu Thúc à, vị này chính là bằng hữu của cháu, muốn mượn hoa phù tang để luyện chế phù bảo đấy." Khoa Phụ Mão cười cười nói. Ông già Khoa phụ này nghiêng đầu liếc Diệp Húc một cái. Diệp Húc trong tâm thấp thỏm, đã thấy ông ta vung tay áo lên: "Các người vào đi." Diệp Húc buồn bực vạn phần, ngay cả hỏi ta tên là gì cũng không có. Đây là kiểm tra chặt chẽ theo lời của Hữu Tài Huỳnh nói sao? Khoa phụ tộc thật sự giống như cây phù tang, quả lòa đại khái. Khoa Phụ Mão đưa Diệp Húc vào trong hoa phòng, trong bông hoa phù tang ấy. Hướng lão già kia oán giận nói: "Cửu Thúc, Tiểu Mão Mão là tên trước đây của cháu, giờ cháu trưởng thành rồi, Thúc hẳn là nên gọi tên tự của cháu, Hữu Tài, Khoa phụ Hữu Tài." Lão già Khoa phụ kia đánh một quyền thật mạnh lên ngực của hắn ta, cười ha ha mà nói: "Này tiểu tử, trong lòng Cửu Thúc, người mãi mãi là Tiểu Mão Mão mà cố kia thôi." Khoa Phụ Mão mặt vô cùng khổ mà kêu lên: "Cửu Thúc, xương sườn của cháu gãy rồi đây này, Minh Nguyệt tỷ mới chữa cho cháu khỏi đấy, đã bị Thúc đánh gãy mất rồi. Thúc, cháu còn phải về nằm 4-5 ngày nữa lại mới khỏi được đấy." Diệp Húc đi vào trong hoa phòng, trước mắt đều đã thái dương chân hỏa rừng rực, không ngờ so với thái dương chân hỏa hắn tế luyện còn tinh thuần hơn không biết bao nhiêu lần đâu. Trong lòng không khỏi vui vẻ hơn, quả nhiên là thánh địa luyện bảo mà. Trong hoa phòng, bông hoa phù tang này đều to hơn 10 mẫu, bên trong không chỉ có thái dương chân hỏa, còn có địa linh khí và địa khí vô cùng nặng. Đây là một cái rễ của cây phù tang đâm sâu vào trong lòng đất, rút địa khí và linh khí ra, dựng dụng ra hoa phù tang vô cùng to lớn. Cùng lúc đó, cành lá cây phù tang không ngừng hấp thụ thái dương nguyên khí từ không trung, hóa thành các loại tình lực thái dương chân hỏa. Mỗi một bông hoa phù tang đều tương ứng với một lò lửa cực lớn. Khoa phụ tộc tu luyện Đại Cản Khôn Phù Đổ cấm pháp, những thứ cần đều là linh khí, địa khí và thái dương chân hỏa. lấy tinh khí mà tăng trưởng tu vi, lấy địa khí cường tráng thân thể, lấy thái dương chân hỏa tôi luyện thân thể. Bởi vậy, xưng Hoa Phụ Tang là thánh địa luyện bảo tuyệt không khoa trương. Trong hoa phòng chẳng những là thánh địa luyện bảo, đồng thời cũng là thánh địa tù luyện, một động phủ thật lớn, đồng thời cũng là thánh địa luyện đan. Diệp Húc không khỏi cảm thán sự thần kỳ huyền diệu của tạo vật. Ai có thể nghĩ đến một gốc cây đại thụ như vậy, bông hoa lớn kia lại có nhiều công dụng đến như thế. Xem ra, tổ tiên Khoa phụ tộc cướp đoạt cây Phù Tang của Đông Hoàng gia không phải là không có đạo lý. Cây Phù Tang quả thật sinh trưởng vì bọn họ. Cây Phù Tang cổ thụ này, rễ của nó chỉ sợ đã đâm sâu vào không biết bao nhiêu dặm trong lòng đất. Gốc rễ trải rộng, bao phủ không biết bao nhiêu dặm. Bản thân của nó liền tương đương với một linh mạch vô cùng khổng lồ. Khó trách Khoa phụ tộc và Đông Hoàng gia rằng có nhiều năm như vậy mà vẫn trưởng thịnh như trước. Hắn khoanh chân ngồi xuống, rời xa thái dương chân hỏa. Thái dương chân hỏa nơi đây so với chân hỏa hắn luyện chế còn nóng hơn không ít, dù là bản thân Diệp Húc cũng không thể đứng đầu trong đó. Hắn lấy ra hơn 10 kiện phù bảo lấy được từ trong tay Úc Khánh Sơn, tế khởi lên trong thái dương chân hỏa, nung chảy những bảo vật đó. Phù bảo Úc Khánh Sơn thủ giữ, mỗi thứ đều cực kỳ mạnh, không hề kém Lô Bồng, thậm chí có một số phù bảo cấp thấp với kim kiều, ngay cả hắn cũng không thể là phát huy uy lực của phù bảo. Chất lượng cao đến đáng sợ, chỉ có cường giả tam thần cảnh mới có thể hoàn toàn phát huy ra uy năng của những phù bảo đó. Nếu Diệp Húc dùng thái dương chân hỏa của bản thân, chưa chắc đã có thể đốt chảy những phù bảo đó ra. Nhưng thái dương chân hỏa trong phòng có nhiệt độ cực cao, dù là kim kiều cũng sẽ bị đốt cháy, chảy ra rất nhanh chóng.